Xin trân trọng kính chào ông bà mục sư quản nhiệm và toàn thể hội thánh. Vì sáng hôm nay tôi rất vui được có cơ hội được cùng thập phượng Chúa với hội thánh ở tại đây. Như vua David, tôi có thể nói rằng tôi rất vui khi người ta nói với tôi rằng chúng ta hãy đi đến nhà của Đức Giê-hô-va như sáng hôm nay. Thường khi tôi giảng ở tại Nhật thì khi tôi bắt đầu thì tôi sẽ chào, nói trong tiếng Nhật là Ohayo gozaimasu, thì làm như vậy, Ohayo gozaimasu. Quý vị thì quen với cái từ ngữ Ohio, cái bang Ohio, mình chỉ thêm cái chữ gozaimasu vào đó thì là chào buổi sáng, Ohayo gozaimasu. Buổi sáng hôm nay chúng ta nói về công tác chưa hoàn tất. Vậy thì quý vị có thể hỏi là điều gì chưa hoàn tất? Cho đến chừng nào mới hoàn tất? Và tôi phải làm gì để có thể hoàn tất cái công tác này? Xin Chúa cho chúng ta có thể đáp ứng lại lời mời gọi của Chúa trong buổi sáng hôm nay để có thể hoàn tất điều chưa hoàn tất này. Như đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đã được đọc buổi sáng hôm nay trong gian đoạn 17, câu 13 đến 19. Trong đoạn Kinh Thánh này, Chúa Giê-xu sắp lên thập tự giá. Chúa sắp rời các môn đồ, và vì vậy Ngài khẩn thiết cầu nguyện với Đức Chúa Cha cho các môn đồ của Ngài. Công tác của Ngài thì sắp hoàn tất, mà công tác của các môn đồ Ngài thì chưa. Vì vậy, Chúa cầu nguyện cho các môn đồ ngày xưa thế nào, Chúa cũng cầu nguyện cho mỗi một người chúng ta buổi sáng hôm nay thời ấy. Trước tiên trong câu 15, Chúa Giê-xu cầu nguyện rằng: Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Chúa muốn chúng ta ở trong thế giới này, Chúa muốn chúng ta ở trong thế giới này, nhưng Ngài hứa sẽ làm vững mạnh đức tin của chúng ta và bảo vệ chúng ta khỏi điều ác hay kẻ ác, là vua chúa của thế gian này, tức là Satan. Những người thế gian ghen ghét sự sáng của Chúa vì công việc của họ là ác. Vì vậy, họ cũng ghen ghét chúng ta là những người nghe lời của Chúa và làm theo lời của Ngài. Chúng ta sống trong thế gian này, nhưng không thuộc về thế gian này. Chúa Giê-xu đã cho chúng ta biết trong câu 14, Con đã truyền lời Cha cho họ, và thế gian ghen ghét họ. Tôi phải đeo kiến, tôi không thấy. Con đã truyền lời Cha cho họ, và thế gian ghen ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian vậy. Mặc dù chúng ta yêu mến người nhà của mình, chúng ta cảm thấy thoải mái với cuộc sống ở tại đất Mỹ này, nhưng mà đây chưa phải là nhà của chúng ta. Chúng ta vẫn còn là khách bộ hành trên đất. Chúng ta nhớ bài hát Trần thế chẳng phải quê hương, chính tôi đây thân lữ hành, nhà cha trên nơi thiên quốc, chất chứa bao châu báu tôi. Chúa Giê-xu hứa với chúng ta rằng trong nhà cha có nhiều chỗ ở, Ngài sẽ trở lại để đem chúng ta vào nhà đời đời của Ngài nơi thiên quốc. Nơi đó chúng ta mới thật sự được bình an, phước hạnh, không còn chia ly, không còn nước mắt, không còn bệnh tật. Tuy nhiên, trong thời điểm này, dù khó khăn, dù cuộc sống bị đảo lộn, dù có chúng ta phải mang cái mask, không được bắt tay, không được gặp nhau, những điều đó, mặc dù bây giờ đã là đỡ rồi. Dù bệnh tật vây quanh, Chúa vẫn muốn chúng ta sống trên trần gian này. Tuy nhiên, Ngài không muốn chúng ta bắt chước theo lối suy nghĩ, hành xử của người thế gian. Ngài muốn chuẩn bị đời sống chúng ta cho thiên đàng phước hạnh với Ngài. Vì vậy, Chúa Giê-xu cầu nguyện cho chúng ta trong câu 17,
Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Lời Cha tức là lẽ thật. Chúa Giêsu muốn chúng ta được nên thánh bởi lẽ thật. Câu hỏi của chúng ta ở đầu giờ là điều gì chưa hoàn tất? Thì câu trả lời đó là đời sống của chúng ta chưa hoàn tất. Chúa vẫn đang làm công việc của Ngài trên đời sống của chúng ta mỗi ngày. Ngài nhào nắn chúng ta để trở nên giống Chúa càng hơn. Vì vậy, hãy dành ít thì giờ để đọc, để nghe những cái điều của thế gian này. Nhưng hãy dành nhiều thì giờ hơn để nghe, để suy gẫm lời của Chúa. Chúng ta sống trên trần gian này, nhưng chúng ta không thuộc về trần gian này. Chúa Giêsu là con người như chúng ta khi Ngài sống trên đất này. Và vì vậy chúng ta có thể nhìn xem Chúa để bắt chước Chúa, cách Chúa sống trên trần gian này như thế nào. Trong câu 19, Chúa Giêsu nói: Con vì họ tự làm nên thánh. Làm nên thánh có nghĩa là biệt riêng ra. Chúa tự làm nên thánh có nghĩa là Ngài biệt riêng cả đời sống của Ngài chỉ để Đức Chúa Trời sử dụng mà thôi. Chúng ta nhớ Chúa Giêsu trong vườn Getsemane, Chúa Giêsu cầu nguyện như thế nào? Xin theo ý muốn Cha chứ không theo ý muốn của con. Rồi trong suốt chức vụ của Chúa Giêsu ở trên đất, Ngài cũng khẳng định rằng đồ ăn của ta là làm theo ý muốn của đấng sai ta đến và làm trọn công việc của Ngài. Vì vậy trở nên giống Chúa càng hơn có nghĩa là học nói như Chúa, rằng xin không theo ý con mà theo ý muốn Cha trong mọi hoàn cảnh của đời sống của chúng ta. Chúng ta cùng nói với nhau câu này: xin không theo ý con mà theo ý muốn Cha. Xin chúng ta nhớ nói câu này không những khi chúng ta ngồi tại đây nơi nhà thờ, nhưng khi chúng ta về nhà, khi chúng ta ngồi ở phòng riêng, khi chúng ta có những cái quyết định trong đời sống của chúng ta, khi chúng ta làm việc này, khi chúng ta làm việc kia, chúng ta có thể nói với Chúa: xin không theo ý con mà theo ý muốn Cha. Để đời sống của chúng ta mỗi một ngày càng giống Chúa càng hơn. Kinh Thánh chép: Chúa Giêsu vì chúng ta tự làm nên thánh. Có nghĩa là để cứu chúng ta, Chúa Giêsu là thầy tế lễ, dâng chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời, bằng lòng chỉ vâng theo Đức Chúa Cha để làm trọn cái điều mà Chúa được sai đến. Kinh Thánh trong sách Philip nói rằng Ngài đã hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập. Vậy đến đây quý vị có thể hỏi, sự nên thánh có liên hệ gì đến sự làm chứng hay là sự truyền giáo tại đây? Tôi xin thưa rằng có một cái sự liên hệ rất là rõ ràng ở đây. Chúng ta cần hai phần để tạo ra một cái cây kéo thế nào. Thì sự nên thánh và sự làm chứng về Chúa phải đi đôi với nhau để hoàn thành sứ mạng Chúa giao cho chúng ta phải. Một người phải được Chúa thánh hóa thì mới được Chúa sai đi. Tuy nhiên sự thánh hóa là một cái quá trình mà Chúa làm việc trên đời sống của chúng ta mỗi ngày. Vì vậy chúng ta cần phải được Chúa biến đổi mỗi ngày để chúng ta được Chúa sử dụng mỗi ngày để làm chứng nhân cho Chúa khi chúng ta sống trên đất này. Chúng ta biết Đức Chúa Trời đã kêu gọi Abraham ra khỏi vòng bà con xứ sở của ông đến một nơi mà Chúa sẽ chỉ cho. Rồi từ Abraham ra dân tộc, dân Do Thái là dân tộc thánh của Chúa. Những dân tộc khác nhìn vào dân Do Thái để thấy cái những điều mà Chúa làm, thấy bản chất của Chúa. Vì vậy đời sống của dân Do Thái bây giờ họ được họ phải sống thánh khiết, họ được gọi là nước thầy tế lễ.
Trong suốt Ai Cập ký đoạn 19, chúng ta cùng đọc, chúng ta xem câu kinh thánh này, suốt Ai Cập ký đoạn 19, câu 3 đến câu 6. Môi-se bèn lên đến Đức Chúa Trời. Đức Chúa Va ở trên núi gọi người mà phán rằng: Ngươi hãy nói như vậy cho nhà Gia-cốp và tỏ điều này cho dân Israel. Các ngươi đã thấy điều ta làm cho người Ai Cập, ta chở các ngươi trên cánh chim ưng làm sao và dẫn các ngươi đến cùng ta thế nào. Vậy bây giờ, nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong muôn dân các ngươi sẽ thuộc riêng về ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta. Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ, cùng một dân tộc thánh cho ta. Bấy nhiêu lời đó ngươi sẽ nói lại cùng dân Israel. Chúng ta là dân Israel thuộc linh, là dân của Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ có thể hoàn thành sự kêu gọi của Chúa cho chúng ta bằng cách sống thánh khiết. Sống thánh khiết đó là đời sống của chúng ta, là đời sống kính sợ Chúa, đời sống nhận biết sự hiện diện của Chúa trong đời sống của chúng ta mỗi ngày. Chúa ở khắp mọi nơi, và chúng ta cũng nhận biết rằng chúng ta không chạy theo cái lối sống của người thế gian. Đó là đời sống thánh khiết theo Chúa. Trong nhà quý vị có gắn cái đèn nhỏ ở vào tường hay không? Khi tối đến ở bên xung quanh, khi tối thì cái đèn đó nó sáng lên. Và vì vậy chúng ta thấy là nếu người thế gian nhìn chúng ta mà đời sống chúng ta cũng tối thui như họ, thì là chúng ta không thể chỉ đường cho họ, chúng ta không thể làm chứng về Chúa cho họ được. Chúng ta cần phải là ánh sáng trong đêm tối tăm. Đó là cách để chúng ta hoàn thành sứ mạng Chúa giao cho chúng ta trên đất này. Với tình hình hiện nay, chúng ta biết rằng mọi người đều bắt buộc phải giống nhau, phải làm cái điều mà không có được phân biệt giữa điều này điều kia, như tôi được nghe cô Tâm Thành chia sẻ buổi sáng hôm nay. Vì chúng ta thấy rằng chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta khác, chúng ta được biệt riêng ra thánh, người công bình và người gian ác. Chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta sống khác với họ vì chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời hàng sống. Không phải là chúng ta đạo mạo hay là đạo đức, không có làm điều gì sai hết, nhưng mà chúng ta là những người kính sợ Chúa. Và khi kính sợ Chúa, đời sống chúng ta sẽ khác họ. Không phải chúng ta cứ muốn khác người, nhưng mà vì chúng ta đi theo Chúa thì sẽ có những điều trong đời sống của chúng ta sẽ khác những người xung quanh chúng ta. Và họ sẽ để ý, họ sẽ tìm hiểu, và chúng ta có thể có cơ hội nói về Chúa cho họ. Chúng ta đặt Chúa làm trên hết, khác những người khác, họ đặt những cái điều của thế gian này là trên hết. Bà Mabel Francis, giáo sĩ tiền phong của Hội Truyền giáo Phúc Âm Liên Hiệp, đã phục vụ Chúa ở Nhật 56 năm. Trong Thế chiến thứ hai, trong khi Tổng hội yêu cầu tất cả các giáo sĩ trở về Mỹ, thì bà quyết định ở lại. Và chúng ta biết rằng Mỹ đã thả hai quả bom nguyên tử, một là ở Nagasaki, hai là ở Hiroshima. Và bà, sau khi Mỹ thả bom nguyên tử xuống Hiroshima, bà là người đã đến những cái nơi đó để giúp đỡ những nạn nhân ở tại đó. Khi tôi đến cái vùng đó thì dĩ nhiên trong thời này thì mọi điều đều được xây cất lại một cách rất là đẹp đẽ. Nhưng mà họ có những cái bảo tàng để ghi nhớ lại những điều đã xảy ra. Vậy trong một nơi tối tăm cả nghĩa đen và nghĩa bóng, một ánh sáng nhỏ tỏa sáng đem lại sự rịch lành cả thuộc thể và thuộc linh cho những người ở tại đó. Công khó của bà được người Nhật ghi nhận và cảm kích. Thống đốc tỉnh Ehime, Hiroshima nói rằng bà đã đem phúc lợi đến cho dân tộc Nhật Bản, cả vật chất lẫn tâm linh, đặc biệt là khi người Nhật đang ở trong một nỗi đau đớn và hoang mang cùng cực. Bà được Nhật Hoàng vinh danh
và trao huy chương cao quý nhất dành cho thường dân Nhật Bản vào năm 1962. Một tia sáng của tinh lành đã lóe sáng ở một nơi tối tăm. Thế giới chúng ta sống đã bị hoang ố bởi tội lỗi. Lòng người đầy ghen ghét, hận thù, tham lam, dịch lệ chiến tranh thì lan tràn. Tuy nhiên, vì vậy chúng ta sống, khi chúng ta sống trong thế giới này, chúng ta không tránh khỏi những điều đó. Tuy nhiên, mục đích tối hậu Chúa muốn cho chúng ta khi sống trên trần gian này là được nên thánh, là được giống Chúa càng hơn, là được chuẩn bị cho thiên đàng phước hạnh với Ngài. Chúa muốn cho chúng ta sống trên đất này được giống Chúa càng hơn, cho dù có bất cứ điều gì xảy ra. Đêm càng tối thì ánh sáng tinh lành lại càng sáng. Xin Chúa giúp cho tôi và quý vị cứ giữ vững đức tin, giữ vững niềm tin của mình nơi Chúa và trông cậy ngửa trông nơi Chúa mà sống đời sống mỗi ngày đẹp lòng Chúa. Trong câu 17, Chúa Giêsu cầu nguyện với Đức Chúa Cha để Ngài khiến họ nên thánh bằng lẽ thật của Ngài. Kể đến trong câu 18, Chúa Giêsu cầu nguyện rằng Ngài sai các môn đồ như chính Ngài đã được Đức Chúa Cha sai. Chúa muốn chúng ta nên thánh và Ngài cũng muốn sai chúng ta đi để hoàn thành đại mạng lệnh. Vì vậy, điều gì là điều chưa hoàn tất? Thứ nhất đó là đời sống của chúng ta, và thứ hai đó là đại mạng lệnh của Chúa chưa hoàn tất. Và Chúa muốn chúng ta hoàn thành đại mạng lệnh của Chúa. Trong Matthew đoạn 28, câu 18 đến 20, câu Kinh Thánh rất là quen thuộc, chúng ta đọc đến đọc lui. Đức Chúa Giêsu đến gần phán cùng môn đồ như vậy: hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi, và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Chúng ta sống trên đất này không phải lang thang không biết mình làm cái gì. Chúng ta có một sứ mạng, chúng ta được Đức Chúa Giêsu sai phái. Ngài là đấng nắm trong tay quyền phép trên trời và dưới đất. Ngài cũng hứa sẽ ở cùng chúng ta cho đến tận thế. Nếu nói về insurance thì cover hết rồi. Không còn cái gì nữa. Câu Kinh Thánh này giúp tôi có hy vọng và sự mạnh mẽ để đi đến nước Nhật. Vì chúng ta biết rằng người Nhật thờ rất là nhiều thần tượng. Các nơi thờ tự chùa chiền rất là nhiều. Ít hơn 1% dân số Nhật tin theo Chúa. Tối hôm qua tôi cũng đã chia sẻ với bạn Thanh Tráng. Thì khi ở Mỹ này, ở vùng này, nếu quý vị ra ngoài và chúng ta gặp 10 người, thì có thể 7 người, 8 người là tin Chúa, là biết Chúa, phải không? Còn ở tại Nhật, chúng ta đi ra gặp 100 người, thì may ra có thể có một người là tin Chúa. Nếu đi vòng vòng kiếm nhà thờ, chắc là quý vị không có kiếm ra nhà thờ ở tại Nhật đâu. Rất là ít, 16.000 dân chỉ có một nhà thờ. Vì vậy, tôi là ai mà dám tuyên bố rằng tôi sẽ đi đến nước Nhật và làm chứng về Chúa cho họ, để họ tin Chúa. Chỉ bởi trong cậy nơi quyền phép của Đức Chúa Giêsu, quyền phép ở trên trời và dưới đất của Chúa Giêsu và lời hứa của Ngài mà chúng tôi bước đi. Và tôi tin rằng một ngày không xa, những người bạn của tôi như là Sugimoto, Koyama, Munato, Yamada, những người đó họ sẽ đến và tôn thờ Chúa như chúng ta có cơ hội tôn thờ Chúa ngày hôm nay. Một hội thánh ở tại Nhật rất là ít, 20 người, 30 người. Chúng ta thấy rằng họ cần được nghe tin lành của Chúa. Đại mạng lệnh chưa hoàn tất, còn 3 tỷ người thuộc về nhóm các dân tộc chưa được tin lành đụng đến.
từ ngữ unreached people groups. Unreached people groups dùng để chỉ từ ngữ unreached people groups dùng để chỉ các nhóm người hay là các dân tộc không có đủ người tin Chúa ở trong cái nhóm người của mình hay là dân tộc của mình để có thể tự truyền giảng cho chính dân tộc của mình. Một nhóm người không có nghĩa là thường chúng ta suy nghĩ đến các quốc gia trên thế giới có bao nhiêu đó quốc gia. Nhưng mà trong một quốc gia có thể có nhiều nhóm tộc người khác nhau và họ có những cái văn hóa khác nhau, họ nói những tiếng nói khác nhau và họ liên hệ với nhau một cách chặt chẽ. Và vì vậy, có ở trên thế giới có rất là nhiều cái nhóm người như vậy. Và những cái nhóm người chưa biết về Chúa tổng cộng khoảng 3 tỷ người và nằm rải rác ở các nơi khác nhau trên trái đất này. Và những dân tộc đó họ chưa có đủ người tin Chúa để tự truyền giảng cho chính dân tộc của mình. Vì vậy cần những giáo sĩ để đi đến những nơi đó để làm chứng về Chúa cho họ. Nhật Bản là dân tộc lớn thứ 2 trên thế giới, cái nhóm Unreached People Groups mà cần phải được tin lành của Chúa cần được đụng đến tại đó. Ngoài ra chúng ta biết là có rất là nhiều đây chúng ta không thấy rõ, nhưng mà chúng ta biết rằng Việt Nam người tin Chúa Việt Nam lại là cái phần trăm nhiều hơn là ở tại Nhật, và cái sự phát triển tin lành cũng phát triển hơn ở tại Nhật. Cái mũi tên đi về phía bên màu xanh là cho biết là phát triển cũng tương đối tốt, mà nhìn qua bên phía Nhật thì là mũi tên qua cái phía màu đỏ giống như xe chạy mà hết xăng đó, rất là trong cái tình trạng nguy hiểm, cần được sự giúp đỡ. Về phương diện kinh tế thì họ rất là mạnh mẽ, nhưng mà về phương diện tin lành họ cần cái sự giúp đỡ. Chúng ta thấy, không biết trong quý vị có ai biết cái một dân tộc tên là Hausa không? Hausa. Thường chúng ta không có nghe nói về những người như thế này. Rồi Dương Rao Thao Vi những ở vùng ở Ấn Độ, Bangladesh, những cái vùng đó. Ở đây là cái list rất là nhiều dân tộc khác nhau trên thế giới mà tin lành chưa được đem đến. Đó không phải chỉ là những cái con số, nhưng mà đó là những con người chúng ta có thể gặp, có thể là chúng ta gặp ở tại đất nước Mỹ này nữa. Họ có thể là họ đến đây, chúng ta cũng có thể có dịp nói về Chúa cho họ. Hội Truyền giáo Phước Âm Liên Hiệp gửi 700 giáo sĩ đến các nơi trên thế giới, hơn khoảng 70 nước trên thế giới. Thì chúng ta biết rằng ở trong giáo hạt của chúng ta thì có giáo hạt chúng ta thì rất là một trong những giáo hạt lớn nhất của tổng hội, nhưng mà chúng ta có mục sư Nguyễn Thành An, gia đình mục sư Nguyễn Thành An, gia đình mục sư Đặng Chính và gia đình chúng tôi. Chỉ có 3 gia đình giáo sĩ được gửi ra. Chúng ta có thể, khi chúng ta thấy những điều này, chúng ta có thể cầu nguyện cho những dân tộc đó. Nhưng chúng ta biết rằng không phải chỉ cầu nguyện, và chúng ta ngó quanh và nói rằng việc đi đến các dân tộc đó là công việc của ai khác chứ không phải của tôi. Chúng ta không thể nói như vậy, vì chúng ta cũng là môn đồ của Chúa, và mạng lệnh là mạng lệnh của Chúa cho chúng ta.
Chúng ta không thể nói tôi là người Việt, vì vậy việc truyền giáo thế giới là của các dân tộc khác. Chúng ta không thể nói như vậy. Kinh Thánh không có nói rằng người Việt không thể đến với các dân tộc khác để truyền giảng tin lành. Vì nếu suy nghĩ như vậy thì các giáo sĩ ngày xưa người Mỹ, người châu Âu đã không đến Việt Nam để truyền tin lành. Họ nói chúng tôi người Tây phương, tôi đâu cần phải đến Việt Nam. Nhưng họ không nói như vậy. Và kết quả của nhiều người trong chúng ta ngồi ở đây là kết quả của sự vâng lời của các giáo sĩ ngày xưa, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp. Họ đã đến Việt Nam 1911, có thể sớm hơn nữa. Và để có thể đi thì họ cũng đã được sự hậu thuẫn của các hội thánh nơi quê nhà. Vậy chúng ta đã hoàn tất công tác của mình chưa? Tôi e rằng chưa. Cộng đồng của người Việt tại Mỹ chúng ta có được Chúa ban phước hay không? Tôi tin rằng có. Trong vòng chúng ta và con cháu chúng ta có rất là nhiều nhân tài, là các thầy cô giáo, các y tá, bác sĩ, kỹ sư, các chuyên gia, các nhà khoa học, thương gia. Vì vậy cái nguồn lực về tài năng và tài chính thì rất là dồi dào. Vì vậy chúng ta không có một sự bào chữa nào ở tại đây. Chúng ta có thể nói rằng khi mới qua thì chúng ta còn phải lo cho gia đình, con cái, ổn định cuộc sống. Nhưng giai đoạn đó đã qua rồi. Đã hơn 40 năm đã trôi qua. Và nhiều người đã thành công, có nhà cửa, tạo lập cơ nghiệp ổn định ở đất nước Mỹ này rồi. Và vì vậy chúng ta phải đáp lại tiếng gọi của Chúa mà bước tới. Chúa truyền cho chúng ta đại mạng lệnh mà không có mở cái dấu ngoặc đợi khi nào các ngươi ổn định cuộc sống, đóng ngoặc. Chúa không nói, hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người, nhưng mà mở ngoặc đợi khi nào các ngươi mua được nhà, đóng ngoặc. Hoặc là Chúa nói, hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người, mở ngoặc, trừ dân Việt Nam, không cần phải đi đến các dân tộc khác, đóng ngoặc. Không, Chúa không nói như vậy. Mà khi Chúa không nói như vậy thì chúng ta không nên bỏ cái để dấu ngoặc đó vào. Dĩ nhiên đó là một cái điều mới mẻ đối với chúng ta. Tôi khi đến chỗ này chỗ kia, tôi có nhận thấy rằng cái tinh thần truyền giảng của các hội thánh Việt Nam rất là mạnh mẽ. Nhưng mà chúng ta cần phải đi thêm một bước tiếp theo nữa, đó là không những dân Việt Nam của mình thôi mà phải đi đến các dân tộc khác nữa để làm chứng về Chúa. Vì những điều mình đã nhận được, vì những điều Chúa đã ban cho, mình cần phải làm điều đó. Giống như một cuộc chạy đua tiếp sức, các giáo sĩ phương Tây đã đi trước chạy cái phần của họ, và bây giờ họ đưa cho chúng ta cây baton để chúng ta nắm lấy, để chúng ta tiếp tục chạy cái cuộc đua đại mạng lệnh. Vì vậy truyền giáo không phải là một phần của hội thánh, mà chính là bản chất của hội thánh. Vì Chúa đã đến, và đó là cái điều mà Chúa đến với con người. Chúa Giê-xu đã đến với con người. Hội thánh có thể làm điều gì? Hội thánh có thể adopt một unreached people group và cầu nguyện cho họ thường xuyên. Chúng ta có thể, mục sư giáo sĩ Phạm Xuân Nghĩa dịch ra những cái tài liệu về những cái dân tộc mà unreached people groups. Chúng ta có thể có những cái app để chúng ta download xuống. Chúng ta có thể đọc và chúng ta cầu nguyện cho họ. Hoặc là hội thánh của Chúa có thể cầu nguyện, chọn một dân tộc để cầu nguyện và cứ trung tín làm điều đó. Rồi hội thánh cũng có thể cầu nguyện cho các giáo sĩ thường xuyên, có thể hỗ trợ cho các giáo sĩ. Hội thánh có thể đào tạo, ủng hộ, cho phép các con cái của mình, con cháu của mình làm mục sư, làm giáo sĩ. Vì chúng ta nghĩ đến những việc ở trên trời, chúng ta không chỉ nghĩ đến những việc ở dưới đất. Chúng tôi về Mỹ được một năm, hiện tại chúng tôi đang ở Longview, Texas.
tôi lái xe lên tới đây. Một hội thánh Mỹ tại đó có ngôi nhà cho các giáo sĩ và họ cho chúng tôi mướn với một cái giá tiền rất là thấp. Các con chúng tôi được học đàn với một cô tên là Sherry. Cô là cháu nội của R.G. Latono. Không biết quý vị có nghe tên của ông R.G. Latono hay không? Trong những năm 40-50, R.G. sáng chế ra các phương tiện hạng nặng lớn để mở đường, để làm đường băng cho máy bay và các dự án khổng lồ. Chúng ta thường nghe nói đến Billy Graham, nhưng mà ít khi nghe nói đến R.G. Latono. Ông là người đứng ở phía sau để hỗ trợ các công cuộc truyền giáo của Billy Graham. Là một doanh nhân nổi tiếng, R.G. thường được mời đi nói chuyện. Và ông thường bắt đầu với một câu như thế này: tôi chỉ là một người thợ mái được Đức Chúa Trời ban phước. Đã nói như vậy. Ông nhận biết rằng những điều ông có là do Chúa ban cho. Công ty của ông rất là lớn, cả hàng triệu đô. Vì vậy, ông quyết định dâng 90% thu nhập của mình cho thu nhập của mình và công ty của mình cho công việc Chúa. Quan điểm về việc dâng hiến của ông là: vấn đề không phải là bao nhiêu tiền của tôi dâng cho Chúa, mà là bao nhiêu tiền của Chúa tôi giữ lại cho tôi. Khi chúng ta nhìn theo cái quan điểm đó thì chúng ta sẽ thấy khác. Không phải tới giờ dâng hiến và bữa nay tôi dâng cho Chúa bao nhiêu. Không phải, bữa nay tôi giữ lại bao nhiêu, tiền là tiền của Chúa. Tôi nhớ một cái bài hát tiếng Anh khi tôi còn thầy sinh viên hát như vậy: I am free, I am free, I am free to be the servant of the Lord. Tôi được tự do, tôi được tự do để trở thành người phục vụ Chúa, người hầu việc Chúa. Chúng ta có đang được tự do để phục vụ Chúa hay không? R.G. Latono đã không bị tài sản vật chất đời này ràng buộc. Điều gì còn đang ràng buộc chúng ta, còn ngăn cản chúng ta để hết lòng hầu việc Chúa? Hết lòng hầu việc Chúa trong hội thánh của Chúa, hết lòng hầu việc Chúa ở những nơi mà Chúa sai đến. Điều gì còn đang ngăn trở chúng ta? Chúng ta có đang được tự do để hầu việc Chúa hay không? Xin Chúa ban cho chúng ta có điều đó. Tại sao Chúa Giêsu lại nói đến sự nên thánh trước khi Chúa nói đến sự sai đi? Bởi vì sự nên thánh đòi hỏi chúng ta phải học bỏ qua ý riêng của mình, những cái tư lợi riêng của mình để chỉ làm theo ý của Chúa. Mà đây chính là những cái điều cản trở chúng ta làm theo điều Chúa muốn chúng ta làm. Qua đoạn Kinh Thánh Giăng đoạn 17 này, quý vị và tôi đã thấy rõ Chúa muốn chúng ta cần phải làm gì khi sống trên đất này. Đó là sống thánh khiết và sống hoàn thành đại mạng lệnh. Tuy nhiên, những tư tưởng ở trong đời sống chúng ta thường thầm nói với chúng ta rằng: ồ, biết thì biết nhưng mà chắc không làm được đâu. Chúng ta phải đánh bại ý nghĩ này bằng lẽ thật của lời Chúa dạy chúng ta. Trước Giăng 17 là Giăng đoạn 14, 15, 16. Những đoạn Kinh Thánh đó nói điều gì? Nói về vai trò của Đức Thánh Linh mà Chúa Giêsu ban cho đời sống của mỗi chúng ta. Và Chúa Thánh Linh là đấng sẽ giúp đỡ chúng ta trong đời sống mỗi ngày để chúng ta nhờ cậy nơi Đức Thánh Linh. Chúa là đấng yên ủi, Chúa là đấng nhắc nhở, Chúa là đấng sẽ dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật, sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi. Vì vậy, sự nên thánh không phải là cái nỗ lực cá nhân, mà trước hết là tiếp nhận công lao cứu chuộc của Chúa Giêsu, sau đó bày tỏ niềm tin xưng nhận Chúa là Chủ bằng nếp sống đầu phục Chúa mỗi ngày. Cũng vậy, trong công tác hoàn thành đại mạng lệnh, phần của chúng ta là nói, là đem tin lành của Chúa đến cho người khác. Nhưng phần của Chúa là đấng cáo trách tội lỗi của người nghe để khiến họ tin Chúa. Vậy chúng ta, dĩ nhiên đôi khi chúng ta buồn khi
chúng ta nói mà họ không tin Chúa, nhưng đó là công việc của Chúa làm việc trên đời sống của họ. Chúng ta, phần của chúng ta là nói về Chúa. Khi sau khi chúng ta xem xong một cái bộ phim, thì có khi nào quý vị nán lại để đọc tên những người góp phần ở trong cái bộ phim đó không? Không biết trong quý vị ai đến làm điều đó. Có một số người có một danh sách rất là dài, những nhân vật chính, nhân vật phụ, những người lo ánh sáng, những người lo âm thanh, những người lo vẽ, những người lo hóa trang, và những cái nơi chốn có thể là ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới, mà có sự hợp tác của nhiều người, những vai lớn, những vai trò lớn, những vai trò nhỏ. Nhưng mà tất cả mọi người đều hiệp lại để có thể làm được một cái bộ phim đó. Chúng ta thấy, chúng ta rất là ngạc nhiên khi thấy rằng có rất 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 nhiều người, chỉ có một cái bộ phim 2 tiếng đồng hồ mà rất rất là nhiều người ở trong một cái bộ phim như vậy. Thì giả sử bộ phim đó là Đại Mạng Lệnh, và Chúa là đấng cho chúng ta xem, cho chúng ta thấy danh sách của những người tham gia vào cái công tác, công trình vĩ đại nhất, công trình cứu rỗi vĩ đại nhất của Đức Chúa Trời cho toàn thể nhân loại. Chúng ta có thấy tên của chúng ta ở trong đó hay không? Chúng ta có thấy tên của Hội Thánh Chúa ở trong đó hay không? Cái vai trò nào là vai trò mà chúng ta đóng góp vào? Mỗi người ở trong một cái môi trường, trong một cái điều nhất định, mình có thể làm cái vai trò, mình có thể làm cái phần của mình. Không phải ai ở trong đây cũng đi đến một cái nơi xa xôi nào đó, nhưng quý vị có thể cầu nguyện, quý vị có thể đóng góp, quý vị có thể khích lệ những người xung quanh mình, quý vị có thể làm được điều mà những người khác không thể làm được, vì Chúa giao cho chúng ta ở trong vị trí mà chúng ta cần phải làm. Và chúng ta làm những điều đó không phải vì một cái sự ép buộc nào, nhưng đó phải là cái đáp ứng của tình yêu, bởi tình yêu lớn lao mà chúng ta đã nhận được từ nơi Chúa, mà chúng ta muốn đáp ứng lại với Chúa điều đó. Nên kết luận, tựa đề bài giảng buổi sáng hôm nay là công tác chưa hoàn tất, đời sống của chúng ta chưa hoàn tất, Đại Mạng Lệnh của Chúa chưa hoàn tất. Nói như tiếng Việt mình thì là hai chữ, chữ đờ, đời sống, Đại Mạng Lệnh. Hay là tiếng Anh thì nói là chữ đi, đi đi. Mình thì phải đi đi, chứ mình không có đờ đờ. Nhớ như vậy. Đại Mạng Lệnh của Chúa chưa hoàn tất, nhưng Chúa Giêsu sẽ trở lại và Mạng Lệnh của Chúa sẽ hoàn tất, có hoặc là không có chúng ta. Câu hỏi đó là chúng ta có muốn tham gia Đại Mạng Lệnh của Chúa hay không? Tại đây, trong lúc này, Đức Chúa Trời đang mời gọi chúng ta tham gia với Ngài để hoàn tất công tác kêu hoàn tất này. Khi làm được điều này, chúng ta sẽ thấy rất là vui, thấy ý nghĩa, vì cái, đó là cái mục đích đời sống của chúng ta khi chúng ta sống trên đất này. Và chúng ta cũng rất là vui, thấy ý nghĩa, vì đó là cái mục đích của Hội Thánh của Chúa ở trên đất này. Đây không phải là lời đề nghị của tôi, một giáo sĩ, mà là Đại Mạng Lệnh của Chúa cho chúng ta là môn đồ của Chúa, là những người đang sống trên đất Mỹ này nhưng có quê hương là thiên đàng. Nếu chúng ta chỉ nghĩ quê hương chúng ta tại đây thì chúng ta nên xem nếu chúng ta thật sự là con cái của Chúa hay không. Chúa Giêsu trước khi lên thập tự giá, Ngài đã thưa với Đức Chúa Cha như vậy: con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. Chúng ta có muốn nói như vậy khi cuộc sống chúng ta chấm dứt hay không? Bởi ơn của Chúa, tôi muốn nói như vậy, và tôi tin rằng mỗi người chúng ta ngồi tại đây cũng muốn nói điều đó với Chúa.
Chúng ta hãy cùng đáp ứng lại sự kêu gọi của Chúa bằng cách cùng đọc lại câu gốc trong Giăng đoạn 20 câu 21. Chúng ta cùng đồng đứng lên, chúng ta cùng đọc với nhau. Chúng ta cùng đọc với nhau câu kinh thánh này. Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: Bình an cho các ngươi, Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy. Chúng ta cùng đến với Chúa, đáp ứng lại lời của Chúa trong thời gian này. Điều gì trong đời sống của chúng ta cần được Chúa thay đổi? Và điều gì trong đời sống của chúng ta muốn dâng lên cho Chúa để Chúa có thể sử dụng, hoàn thành đại mạng định. Chúng ta cùng đến nói chuyện với Chúa, thưa chuyện với Chúa. Kính lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con nhân lời cảm tạ ơn Chúa vì Chúa cho chúng con có lời của Chúa. Chúa muốn chúng con sống trên trần gian này. Chúa hứa sẽ bảo vệ, sẽ ở cùng chúng con. Chúa ngày cũng giao đại mạng lệnh của Chúa cho chúng con. Chúng con cũng tin rằng Chúa là đấng đã khởi làm việc lành trong chúng con sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Chúa Giêsu Christ. Xin Chúa tiếp tục làm công việc của Chúa trên đời sống của chúng con mỗi ngày. Và xin Chúa ngài cũng dứt giấy đời sống của chúng con để chúng con không chỉ nghĩ đến chính đời sống của chúng con, những điều của trần gian này, nhưng chúng con nghĩ đến những điều thuộc về Chúa, những điều Chúa mong muốn cho đời sống của chúng con khi sống trên đất này. Chúng con cảm ơn ngài. Nguyện Chúa ngài ở cùng hội thánh của Chúa. Ngài cứ thêm ơn, thêm sức cho mỗi một người trong đời sống hàng ngày, công ăn, việc làm, trong sức khỏe, trong những mối liên hệ. Chúng con biết rằng Chúa là đấng ban cho chúng con đầy đủ những sự cần dùng. Chúa là đấng ban sức cho chúng con để chúng con có thể sống trên đất mỗi ngày. Và Chúa cũng ban sức cho chúng con để chúng con hoàn thành đại mạng lệnh của Chúa ban cho. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con xin dâng mọi sự trong tay của Chúa để chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin hạ thánh đồng an toàn. Mình sẽ có một ít phút để nói một số điều về công việc truyền giáo ở tại Nhật. Gia đình của chúng tôi có ba cô gái và một trai. Vợ của tôi là Jessica. Tôi gặp Jessica khi ở Texas, khi học tại đó. Chúa cho chúng tôi có bốn người con. Con lớn nhất là Mỹ Linh, 13 tuổi, Mỹ Hạnh, Mỹ Ân và Nghiêm, con trai 6 tuổi. Xin quý vị cầu nguyện cho gia đình chúng tôi. Các con chúng tôi thì học ở tại Nhật thì học ở trường quốc tế. Nhưng mà sau khi chúng tôi trở lại Nhật vào tháng 7 này thì các con chúng tôi sẽ đến một cái nơi khác, vùng thôn quê hơn. Và vì vậy chúng ta sẽ học online và sẽ hơi khó khăn hơn một chút. Nhưng mà xin cầu nguyện để cho chúng nó trong cái sự học cũng như trong sự chúng tôi hầu việc Chúa được tốt đẹp. Chúng ta biết là tại Nhật, thời gian đầu thì chúng tôi ở vùng Tokyo. Và ở Tokyo thì phương tiện đi lại chủ yếu là bằng xe điện. Đây là cái ga Ikebukuro. Vậy ở bên Nhật thì không có lái xe nhiều mà đi bộ nhiều. Đi đến từ nhà đến nơi xe, cái trạm gần nhất thì khoảng 10 phút. Rồi từ đó đi tới chỗ này chỗ kia thì sẽ đi xe điện.
Vì vậy đi bộ cũng rất là tốt, tốt cho sức khỏe. Người Nhật thì họ đi bộ cũng rất là nhiều. Nói tới Nhật Bản thì là núi Phú Sĩ. Người Việt Nam hay nhớ đến núi Phú Sĩ. Người Nhật rất là yêu mến núi Phú Sĩ. Họ ở dù bất cứ nơi nào, họ thấy đi làm và thấy cái núi khi trời trong thì họ thấy được cái núi, họ nói họ rất là vui khi thấy cái hình núi Phú Sĩ đó. Đi xe điện thì cũng rất là trong thời giờ cao điểm thì rất là đông, nhét đầy ở trong xe như là cá mồi vậy đó. Khi chúng tôi đến Nhật thì 2 năm đầu học tiếng, 2 năm sau thì cùng phụ giúp trong công việc Chúa ở trong một hội thánh người Nhật. Chúng tôi đi phát truyền đạo đơn, hoặc là vợ tôi thì lo dạy tiếng Anh cho các em nhỏ. Là buổi nhóm, buổi truyền giảng Giáng sinh, rất là ít người, khoảng 10 mấy, 20 người đến dự. Tôi sau khi học tiếng 2 năm thì 2 năm sau được phân công giảng mỗi tháng một lần. Có những lúc thì những hội thánh lân cận mời thì tôi cũng sử dụng một cái bài giảng đó, bài giảng được lần thứ 2, lần thứ 3. Khi nói tiếng Nhật lần thứ 2, lần thứ 3 thì nó trân tru hơn. Vì vậy cũng tội nghiệp cho hội thánh nghe lần đầu tiên. Nhưng mà cũng cảm ơn Chúa cho tôi có cơ hội để hầu việc Chúa trong... tôi không có nghĩ là mình có cái cơ hội đó được đến nước Nhật để khích lệ con cái Chúa tại đó bằng cái tiếng của họ. Một hội thánh, chúng tôi hầu việc Chúa chung. Người lớn tuổi thì nhiều, người trẻ thì rất là ít. Gia đình các giáo sĩ ở tại Nhật, các con của chúng tôi cùng chơi chung với các con của các vị giáo sĩ khác. Chúng tôi, mặc dù không có gia đình của chúng tôi ở tại đó, nhưng mà chúng tôi có một gia đình, có con cái của các giáo sĩ cùng với nhau. Chúng tôi gọi với nhau như là uncle and aunt, and những đứa nhỏ với nhau. Đây là buổi giống như một cái hội đồng, giống như hội đồng của chúng ta. Hội đồng này được tổ chức ở Hiroshima. Hội thánh ở tại Nhật thì khoảng 40 hội thánh mà thôi, của Hội Truyền giáo Phước Âm Liên Hiệp đó, thì khoảng 40 hội thánh, khoảng 3.000 tín hữu. Rất là ít. Tôi cũng mời gọi quý vị tham gia dự phần trong công việc truyền giáo của chúng tôi. Nên có một cái số cái flyers ở đây để quý vị có thể biết thêm chi tiết để góp phần. Khi học tiếng Nhật thì có những cái chữ khác nhau, chữ hiragana, katakana và chữ hán tự nữa. Chữ đó chữ cứu, mục sư ở đây thì rất là rành. Câu đó là câu bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Điều rất là khích lệ tại đó, đó là tôi được biết là có 400.000 người Việt, 400.000 người Việt ở tại Nhật trong cái thời điểm này. Và thường là những em trẻ đi đến để đi làm, đi học. Đây là hình của ba của tôi, mục sư Trần Nghĩa, cùng đến thăm ông hội thánh ở Nagoya. Nagoya là nơi có người Việt đông nhất, sau đó là ở Tokyo và ở rải rác ở nước Nhật. Ở vùng Tokyo thì chúng tôi cũng ngợi ơn Chúa mở hội thánh ở tại đó, hội thánh người Việt đầu tiên ở Tokyo vào năm 2019. Cảm ơn Chúa cho có
nhiều người đến nhóm họp lại. À, chúng tôi chỉ nhóm mỗi tháng một lần mà thôi. À, các em ở tại đó cũng rất là hăng hái đi ra làm chứng vì Chúa, đến các nhà ga và phát truyền đạo đơn. Và tôi thấy rằng Chúa đang làm công việc của Chúa ở tại Nhật qua những người Việt Nam ở tại đó. Không phải tự nhiên mà Chúa cho những người đi chỗ này, người đi chỗ kia. Nhưng mà qua những điều đó, mặc dù là họ tìm kiếm những cái cơ hội về vật chất, về kinh tế, nhưng Chúa có chương trình lớn hơn. Chúa cho những điều đó xảy ra để có thể những người xung quanh cũng biết Chúa nữa. Đây là hình ảnh của Kỳ Trại mới vừa qua ở tại gần Tokyo. Các em rất là vui có cơ hội được nhóm lại, được thờ phượng Chúa. Cũng có người tin Chúa và cũng có những người tái cam kết đời sống của mình để họ vì Chúa. Cảm ơn Chúa những điều đó. Khi chúng tôi trở về Nhật vào tháng 7 này, thì xin Hội Thánh cầu nguyện, tôi đến vùng Ishinomaki, nghĩa là cách Tokyo khoảng 5 tiếng lái xe về phía Bắc. Ở vùng Ishinomaki thì 10 năm trước, đúng vào ngày 11 tháng 3, năm 10 năm trước, thì có cơn động đất 9 độ, rồi sóng thần, rồi lò hạt nhân bị vỡ, những điều đó xảy ra ở gần cái khu vực này. Đó là hình ảnh trước, rồi đây là hình ảnh sau khi cái trận tsunami. Vậy khi ở tại Nhật, động đất như là cơm bữa rất là thường, 3-4 độ, thỉnh thoảng lâu lâu cái rung ở trên nhìn cái đèn hay là ở dưới. Mình tôi xem thử như thế nào. Thường thì chỉ là 3 độ, 4 độ. Nhưng mà có khi nó mạnh hơn. Mà có thể là vì những cái thiên tai rất là nhiều như vậy đó, nên người Nhật họ thờ nhiều cái thần để họ mong có cái sự bảo hộ. Chúng tôi sẽ hầu việc Chúa với một gia đình người Mỹ khác, đó là The Crops Family. Họ có cũng 4 người con, 3 trai 1 gái, chúng tôi là 3 gái 1 trai. Chúng ta cùng với nhau để lo. Mục đích của chúng tôi tại đó là để cùng mở hội thánh mới ở tại đó, church planting. Hiện giờ thì có một cái gọi là family room, một cái nhóm những người trẻ đem con của họ đến để nghe về Chúa, rồi hát, rồi cùng chơi. Nhưng mà họ đến 1 năm, 2 năm như vậy đó, mà họ cũng chưa chịu tin Chúa. Có một điều gì đó ngăn trở họ. Mới một tháng vừa rồi thì tôi có nghe nói có một người thực sự bày tỏ cái lòng muốn tiếp nhận Chúa. Nên đó là một cái dấu hiệu tốt. Vậy chúng ta khi nhớ đến Nhật Bản và cầu nguyện, chúng ta nhớ đến câu Kinh Thánh ở trong Matthew đoạn 13, câu 44. Nước thiên đàng giống như của báo chôn trong một đám ruộng kia. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về bán hết gia tài mình, mua đám ruộng đó. Chúng ta cầu nguyện để những người ở tại Nhật biết được giá trị của tin lành, của Chúa Giêsu, của nước thiên đàng cao quý hơn tất cả những điều mà họ phải hy sinh. Nhìn bên ngoài dường như không thấy điều gì đó, nhưng mà đó là một cái kho báu, cái gì đó rất là quý giá mà chúng ta, những người tin Chúa, phải bỏ hết tất cả để có thể theo Chúa. Đó cũng là điều mà xin quý vị cầu nguyện cho, để những người ở tại Nhật họ cũng thấy được cái điều đó và bằng lòng bước đến một bước nữa để tin nhận Chúa, bằng lòng trả giá để theo Chúa. Vì có thể cầu nguyện cho chúng tôi khi chúng tôi phải dạy học các con của chúng tôi ở tại nhà, và
chuyển đến cái vùng mới thì các con chúng tôi quen với các bạn ở Tokyo rồi. Bây giờ phải đến một nơi khác. Nên xin cầu nguyện để chúng nó có thể đáp ứng, để thích ứng một cách nhanh chóng. Đời sống về thể chất cũng như về tinh thần, cũng như về phần tâm linh. Xin cầu nguyện cho. Và cũng thể chúng tôi có thể tìm được những thầy cô giáo để có thể giúp đỡ cho các con của chúng tôi, cũng như các giáo gia đình giáo sĩ khác ở vùng Ishinomaki. Và điều cuối cùng đó là cầu nguyện để xin Chúa gửi những người hầu việc Chúa với người Việt tại Nhật. Đây là một cái điều mà Chúa đang làm ở tại Nhật, nên xin có một số ai đó cảm động để có thể đến Nhật để hầu việc Chúa với người Việt ở tại Nhật. Cánh đồng người Việt ở tại Nhật rất là rộng lớn. Xin cảm ơn Thánh.